Chào mừng toàn thể quý hàng đã quay lại kênh chuyên phân phối đất nền BKMX Bình Phước của Trọng Thơ nha. Và ngay ngày hôm nay Trọng Thơ lại cập nhật tiến độ hạ tầng của BKMX giai đoạn 4 cho chúng ta cùng tham khảo nhé. Hiện tại Trọng Thơ đang có mặt tại trục đường D6 với lộ giới rộng 22m. Và đường này quý vị ơi, chúng ta có thể thấy ạ, khu vực này đang được lưu chống lún và chuẩn bị sẽ lên nhựa trong thời gian sắp tới nha. Đấy, đang chuẩn bị lên nhựa trong thời gian sắp tới. Chỉ còn một tuần nữa thôi là vị trí đất là lên nhựa rồi. Và ngay ngày hôm nay Trọng Thơ có hai lô liền kề nằm trên mặt tiền đường này quý vị. Đường đã bó vỉa hè và chạy thẳng chúng ta ra tới đường Hồ Chí Minh ạ. Đó, trước mắt chúng ta là đường Hồ Chí Minh, cách vị trí Trọng Thơ đang đứng chỉ 200m. Với lô đất này hai lô liền kề ngay ngày hôm nay giá chỉ 699 triệu quý vị nha. 699 triệu sở hữu mặt tiền đường nhựa 25m. Và đường này đã được lưu chống lún rồi, bó vỉa hè và cũng sắp lên sỏi lên nhựa như đây quý vị ạ. Và trục đường này chạy thẳng hướng này chúng ta ra tới trung tâm hành chính của Trơn Thành luôn. Di chuyển ra 2km là tới trung tâm hành chính của thị xã Trơn Thành. Rồi, đặc biệt hơn nữa, trục đường này ạ, trục đường D6 này, chúng ta chạy thẳng, chúng ta ra 3 trung tâm thương mại tại vòng xoay đường Hồ Chí Minh và ra tới trung tâm của phường Minh Thành cũng chỉ 1km. Đó, một vị trí bất động sản cách đường Hồ Chí Minh 200m quý vị. Sát bên luôn. Và di chuyển sang khu công nghiệp 2067 ha của BKMX giai đoạn 3 cũng chỉ 300m nhé quý vị. 300m là tới quỹ đất công nghiệp rồi. Và di chuyển ra trường Cao đẳng Bình Phước chỉ 500m. Với lô đất mà hạ tầng đang làm như thế này, cây xanh đã trồng, điện nước đã có, thì cái tốc độ bật giá của nó sẽ rất là nhanh vào năm 2026. Quan tâm tới vị trí bất động sản này, gọi Trọng Thơ ngay ngày hôm nay nha.